Chào các bạn nha. Thì hôm nay thì vô được 32 ngày thì đê bao đã bị bể rồi. Thì nước càng ngày càng dâng lên không à. Hôm nay thì nước hơi nhiều bởi vì ai cũng tính là không có nước như mọi năm. Hôm nay nước mới quá cao bởi vì đê bao chịu hết nổi thì dưa này thì chưa có bẻ được cửa nào hết. Nói chung là dưa này là lỗ trắng luôn đó. Dưa thì bò múc vàng hết rồi. Còn dưa thì đẹp mà ngang cái trái cũng nhiều, mà ngang cái xui cái cho mình cái là bị bể đê. Thì đám dưa này nói chung là bể cũng cánh đây nói chung là cả tháng rồi, tại vì mình chưa có làm video kịp. Thì hiện giờ thì miếng đất đó chuẩn bị xuống giống lại rồi. Đó, thì dàn dưa rất là đẹp nha. Để con số bạn đấy, mình làm dưa bị ngủ hết mà chia sẻ lên đây để hại nha, hại cho các bạn nào mới biết trồng. Thôi chào tạm biệt.